Nước Pháp bạo loạn sau khi giành chức vô địch World Cup 2018. Có hai người tử vong khi ăn mừng ngay sau khi kết thúc tiếng còi trận chung kết. Tại thành phố Annecy phía đông nam, cảnh sát biết một đàn ông 50 tuổi đã tử vong vì bị gãy cổ khi anh ta tính nhảy qua một con kênh cạn để kỷ niệm chiến thắng của Pháp. Và tại thị trấn nhỏ Saint-Phénix ở miền Bắc nước Pháp, một người đàn ông 30 tuổi đã chết sau khi đâm xe vào một cái cây trong khi ăn mừng sau trận chung kết kết thúc. Tại thị trấn Faura, một bé trai 3 tuổi và hai bé gái bị thương nặng sau khi bị xe máy đâm trong lúc ăn mừng. Người điều khiển phương tiện gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hơn 500 người đã bị bắt vào buổi tối sau khi chiến thắng và khoảng 100 cảnh sát đã ra đường ngoài phố cũng như 44.000 nhân viên cứu hỏa. Một dãy phố thương mại gần Khải Hoàn Môn, Paris đã bị cướp, đốt phá tanh bành hơn cả vụ ở Bình Dương 2014 và Bình Thuận 2018. Khoảng 845 xe ô tô đã bị phá hoại trong buổi tối vô địch. Các nhà báo đã bị tấn công tại thành phố Rouen phía bắc nước Pháp sau khi họ từ chối xóa clip quay lại cảnh đánh nhau và họ phải vào viện cấp cứu. Tại thủ đô Paris, một quán bar bị phá hoại hoàn toàn và 30 thanh niên cướp đồ tại một cửa hàng trên đại lộ Champs-Élysées. Còn lại còn quay clip tung lên mạng. Đến 11:30, cảnh sát phải dùng vòi rồng, lựu đạn cay, lựu đạn khói và cả gậy ba chắc để giải tán đám đông. Các cuộc bạo loạn lan rộng trên toàn quốc và ở Lyon, một nhóm thanh niên cũng đã bị người dân quay lại cảnh phá hoại đường phố, đập thùng rác xuống xe và ném bom xăng, chai lọ tấn công vào cảnh sát. Ở Lyon cũng có những vụ đụng độ giữa cảnh sát và 1.000 thanh niên. Cảnh sát bèn phải sử dụng hơi cay để giải tán hết. Các nhà chức trách cho biết có khoảng 100 thanh niên leo lên trên một chiếc xe cảnh sát tại một buổi chiếu ngoài trời của trận đấu ở trung tâm thành phố. Đoạn phim xuất hiện từ Marseille cho thấy các thanh niên nổi loạn phá hoại một chiếc xe buýt và bắt đầu hỏa hoạn trên đường phố. Tại thành phố Grand Bornand, người ta ném đồ vật vào các nhân viên cảnh sát, người trả lời bằng cách bắn khí cay. Cảnh sát đã trả lời bằng cách bắn khí cay. Thùng đã bị đốt cháy, cửa sổ nhà chờ xe buýt bị hỏng và 30 chiếc xe bị lật ngược. Một nhà báo khác báo cáo có một gia đình bị một người ném chai thủy tinh rỗng. Ansay buồn khi nghe báo cáo về cướp bóc. Cảnh sát chống bạo động bị kêu gọi và xé toạc khí đốt ở Paris sau chiến thắng World Cup của Pháp. Một người dùng trên Twitter cho biết người Pháp rất hài lòng về chiến thắng nhưng họ lại đốt xe, cướp bóc, đập phá và bắt đầu cuộc bạo loạn ném đá vào cửa của cảnh sát và nhân viên cứu hỏa, giống như vụ ở Tuy Phong, Phan Rí Cửa, Bình Thuận. Đến lúc cháy nhà, chắc dân Pháp cũng chửi do bọn phòng cháy chữa cháy.